chào cả nhà nha. Kênh YouTube của mình là Vĩnh Thâm Kim. Mọi người Vĩnh Thâm Kim Vlog. Vlog. Thâm Kim Vlog. Vĩnh Thâm Kim. Thâm Kim Vlog không có Vĩnh ở đây. Xin lỗi. Thâm Kim Vlog. Này, hôm nay mình đi bán cái này là đồ mình bán là sự sống của mình nghe cả nhà. Cuộc sống dĩ dạng đơn sơ nhưng mà canh chua cá lóc. Mọi người cứ vào kênh của mình là mọi người đăng ký subscribe bỏ phái subscribe lên này ra đây cô gái nó quậy tôi rồi. Em ơi ăn gì tiếp chị không em? Hai đứa ơi, cùng mắt giống trên đường Trường Sơn, bánh tráng bánh phồng không cả nhà ơi, ai mua bánh gì ủng hộ mình nha. Đời dân đẹp sáng mà tình yêu dân đẹp sáng, vừa đi vừa có máy lạnh luôn nghe. Ai mà lại mua xe mà bán bánh của mình là có máy lạnh luôn nghe cả nhà ơi. Em mua chiếc gì đi, bánh tráng hồng đi, có máy lạnh nha. Nếu mà không có tiền một bọc thì bán 12.000, lại có máy lạnh là bán 25 nha. Ngon luôn. Ngon luôn, máy lạnh không tốn tiền điện lại vô. Cùng mắt giống trên đường Trường Sơn, hai đứa hai đầu tha thầm thương giá chân mùa này đẹp lắm. Trường Sơn đồng giới cái Trường Sơn tay, Trường Sơn tay ông đây, ông đây qua lắng chân con đường mà gánh gạo. Đẹp quá à, cả nhà ơi. Ở đây thấy đẹp quá. Ai ở Thốt Nốt chắc biết đây mà mọi người. Đẹp lắm nha cả nhà ơi. Mà con đường mà thay áo hết gạo rồi em có lấy mang không? Là ế rồi cả nhà nè, đứng đây múa luôn nè cả nhà, mình đi vô Hoàng Gia nha. Ai có ăn gì ủng hộ mình nghe, mình đi tới Hoàng Gia rồi nghe cả nhà ơi. Ai ở gần đây thì lại ủng hộ mình nghe. Mới đi chừng trăm thước mở mỗi giò. Đứng yên rồi, đứng yên. Chụp hình. Ôi sáng hôm nay trên quê tôi, quê hương xinh xinh về hương mẹ, quê hương xinh xinh về hương thần. Ngại bơm vai chậm chậm còn chiếc câu níu lo ngon chưa. Áo màu xanh, áo màu vàng, lâu thật lâu mới thấy được ngại vui. Anh ơi, vô tình tội ơi. Ôi mẹ, ở đây nó hơi. Xem người ta họ cưới nhau kìa, kìa quay họ cưới rồi. Đó, mới đám cưới nha cả nhà. Bay không? Tụi nó. Vậy mới vui chứ. Mà hôm nay đông thiệt. Bích chịch xe luôn mọi người. Ủng hộ bánh, ủng hộ mình nha cả nhà ơi. Đàn chim non liếng lo ngon che. Bánh tráng bánh phồng đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đông ha. Hôm nay đông hả mẹ? Ừ. Hôm nay đông nha cả nhà, quay vô cảnh hôm nay luôn. Bán cho nhà bán bánh nghe, cuộc sống của mình là bánh. Ồ, mọi người ơi, đi bán bánh. Ủ. Thì mẹ mẹ ở đâu? Ai vô đây không liệu nha. Không có liệu đó. Liệu nha. À, vô đi đụng ta nè. Tạo lâu không? Nè, chụp như là. Có chụp hình không? Anh chụp cho. Đẹp nghe, bao đẹp nghe. Ai ở gần khi làm đi vô lại chưa nghe. Để chụp cho. Đẹp nha. Làm kiểu là làm kiểu chơi vậy hả? Quay nhà quên cô nữa là tắt rồi. Quay trở vòng qua đây còn cho có thấy cảnh đó không? Đông lắm nha mọi người. Đẹp nghe cả nhà. Nè bác đỡ không? Trời ơi đẹp cực kỳ nha. Vô đây chị. Trong cửa khẩu. Mai cả nhà nha.